tiên tri tiết lộ chấn động, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở độ trì, vận may liên tục kéo đến, tiền đếm mỏi tay, về già giàu sang, sung sướng. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Trong cuộc sống, chúng ta luôn có những niềm tin và hy vọng vào sự bảo vệ và che chở từ những đấng thiêng liêng. Đặc biệt, đối với những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, sự che chở từ Phật trời là một niềm an ủi và nguồn động lực vô cùng lớn lao. Bạn có bao giờ tự hỏi những dấu hiệu nào cho thấy bạn đang được Phật trời bảo vệ và hộ trì hay chưa? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 7 dấu hiệu đặc biệt mà nếu bạn nhận thấy, đó chính là sự minh chứng rõ ràng nhất cho việc bạn đang được Phật trời che chở và hộ trì. Những dấu hiệu này không chỉ giúp bạn cảm nhận được sự an lành, mà còn mang lại niềm tin vững chắc vào cuộc sống, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thử thách một cách nhẹ nhàng. Trước hết, hãy cùng nhìn lại một chút về đặc điểm và vận mệnh của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Những người tuổi này thường có tính cách thông minh, nhanh nhẹn và đầy quyết đoán. Họ luôn biết cách tận dụng cơ hội để đạt được những thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, không ít lần họ cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Chính trong những lúc gian nan nhất, sự che chở của Phật trời trở nên vô cùng quan trọng, giúp họ vượt qua mọi thử thách và tiến về phía trước. Hãy tưởng tượng rằng giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, có những lúc bạn cảm thấy như mình đang bị đẩy vào ngõ cụt. Nhưng rồi, bỗng dưng mọi thứ trở nên suôn sẻ một cách kỳ diệu. Bạn nhận thấy mình luôn gặp may mắn trong những tình huống tưởng chừng như bất khả thi. Hay có những lúc bạn cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực bao quanh, giúp bạn luôn bình an và hạnh phúc. Đó chính là những dấu hiệu của sự bảo vệ từ Phật trời mà chúng ta sắp cùng nhau khám phá. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 7 dấu hiệu đặc biệt đó, bao gồm những trải nghiệm thường ngày mà có thể bạn đã gặp phải nhưng chưa từng nhận ra. Hãy cùng ngồi xuống, thư giãn và lắng nghe những chia sẻ quý báu này, biết đâu bạn sẽ nhận thấy rằng mình đang được Phật trời che chở và hộ trì nhiều hơn những gì bạn từng nghĩ. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá đầy thú vị này ngay bây giờ. Hé lộ chấn động tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, có 7 dấu hiệu này được Phật trời che chở hộ trì, về già giàu sang, sung sướng. Cô bác anh chị Canh Tý thân mến, thế sự luôn biến đổi, con người có dự đoán trước cũng chỉ là một phần trong trò chơi cốt bắt của sinh tử. Thật khó mà dùng trí tuệ hữu hạn của con người để hiểu thấu. Cái gì cũng có lý lẽ riêng của mình, cũng có đúng sai của mình, nhảy vào liền thành bể trầm luân. Bước ra liền là thanh thản, cách nhau có một bước chân, nhưng để làm được một chữ buông này không phải là điều dễ dàng, chỉ là xem bạn tỉnh táo đến đâu. Trước tiên ta cùng đi tìm hiểu một số đôi nét về tính cách của cô bác anh chị Canh Tý 1960 này nhé. Khi nhắc đến cô bác anh chị Canh Tý, con giáp đứng đầu trong chuỗi 12 con giáp, người ta thường liên tưởng ngay đến những phẩm chất tuyệt vời của người cô bác anh chị Canh Tý như sự nhanh nhẹn và khôn khéo. Tuy nhiên, những đặc điểm này chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn diện về cô bác anh chị Canh Tý. Bạn có từng tìm hiểu về những yếu tố mà cô bác anh chị Canh Tý sở hữu để giúp họ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống chưa? Trong nhiều bộ phim hoạt hình và truyện cổ tích, hình ảnh con chuột thường được đánh đồng và gắn liền với nhân vật phản diện, sống xó xỉnh, tối tăm, đôi khi thậm chí có nét xấu tính, khôn lỏi. Tuy nhiên, ngược lại với hình ảnh đó, cô bác anh chị Canh Tý đứng đầu trong 12 con giáp lại sở hữu tính cách đáng quý, hòa đồng và thân thiện. Với bản chất thông minh vốn có, cô bác anh chị Canh Tý nổi tiếng linh hoạt trong 12 con giáp, mặc dù có vẻ ít nói, nhưng cô bác anh chị Canh Tý là người hòa đồng, không ưa xung đột chút nào. Sự khao khát thay đổi tích cực, hiểu biết về xu hướng thời đại và giỏi nắm bắt cơ hội là những điểm nổi bật của họ. Cô bác anh chị Canh Tý chăm chỉ trong cả cuộc sống và công việc. Họ sống hết mình và biết tiết kiệm. Sự tiết kiệm này thể hiện trong cả việc tạo mối quan hệ. Nếu không đặc biệt yêu thích, họ sẽ không hào phóng, tương tự như hình tượng con chuột thích tích trữ. Cô bác anh chị Canh Tý cũng coi trọng từng đồng tiền bản thân kiếm được. Vì vậy, việc họ tặng bạn một món quà đắt tiền thể hiện tầm quan trọng của bạn đối với họ, hòa đồng, tốt bụng và cũng biết cách quan tâm tới người khác. Cô bác anh chị Canh Tý không đề cao xung đột và hướng tới cuộc sống trong môi trường vui vẻ, phần nào cũng nhờ vào khả năng giao tiếp xuất sắc của mình. Tâm hồn phiêu lưu của người cô bác anh chị Canh Tý thúc đẩy họ vượt qua khó khăn, tự tin đối mặt với thách thức cho tới khi đạt được mục tiêu bằng sự điềm tĩnh và tinh thần tỉnh táo. Cùng với khả năng trực giác nhạy bén, cô bác anh chị Canh Tý luôn theo đuổi con đường mình đã chọn. Đồng thời, những biến cố và khó khăn trong cuộc đời chỉ là cơ hội để họ khai thác tài năng thông minh, liên tục thực hiện những kế hoạch riêng của mình, biết cách thích nghi nhanh với cuộc sống. Người cô bác anh chị Canh Tý không chỉ đạt được những mục tiêu của họ mà còn để lại ấn tượng tốt cho người khác. Điều này giúp họ thu hút sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Ngoài ra,
Bản mệnh sinh năm này còn được trang bị khả năng quan sát tinh tế và tầm nhìn sâu sắc, hình tượng chuột với khả năng cảm nhận nguy hiểm tốt, luôn biết khi nào phải bỏ chạy, khi có dấu hiệu nguy cơ. Tương tự, người cô bác anh chị Canh Tý cũng tránh được nhiều khó khăn nhờ vào khả năng nhạy bén của họ. Xem tử vi, cô bác anh chị Canh Tý là những người sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Bề ngoài họ có thể là người dè dặt, nhưng thực tế họ là những người vui tính, thậm chí nóng tính. Tuy nhiên, điểm tốt là họ kiểm soát được tinh thần của mình, nên thường kiềm chế được, không bị mất lòng những người xung quanh. Canh Tý thân thiện và cởi mở, vì vậy họ có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Tính cách người cô bác anh chị chuột khá thoáng về chi tiêu, nên họ thường được rất nhiều người quý mến vì tính hào sảng. Họ luôn có tinh thần lạc quan, vui vẻ, trí tưởng tượng phong phú và trực giác tốt. Canh Tý làm gì cũng tính toán, cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm họ đều có lối thoát tối ưu. Canh Tý là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như cô bác anh chị Canh Tý khó có thể thay đổi được. Bên cạnh những ưu điểm thì Canh Tý cũng có các nhược điểm nhất định. Do có tính hào sảng nên đôi khi họ lâm vào cảnh cháy túi, làm nhiều tiêu cũng nhiều. Họ thường mua những thứ không thực sự cần thiết và để bị lừa. Sở hữu những ưu điểm này, những người sinh năm Tý thường rất độc lập, chủ động, không ngần ngại trước khó khăn và áp lực. Họ thường rất thông minh, nhạy bén và đầy điều. Đôi khi chính những đặc tính này khiến họ trở nên dễ tin, dễ bị tổn thương hoặc bị lợi dụng. Nhưng bên cạnh đó, người cô bác anh chị Canh Tý cũng có những nhược điểm, hạn chế trong tính cách. Họ thường có tầm nhìn hạn chế trong cuộc sống lẫn công việc và đôi khi còn hơi bảo thủ trong một số vấn đề. Ngoài ra, họ cũng là người khá nhát gan nên khi gặp vấn đề phức tạp thường lẩn tránh và không muốn xen vào. Chính điều này đã làm hạn chế trong phát triển tổng thể của bản thân. Khi gặp chuyện buồn, họ cũng hay che giấu cảm xúc của mình và đề cao vấn đề quá mức, dẫn đến tình trạng căng thẳng tăng cao, từ đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như công việc. Trong các cuộc cạnh tranh, Canh Tý luôn là người đầu tiên giành được vị trí chiến thắng. Dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào họ cũng sẽ cố gắng chinh phục. Họ thích thử thách sức mạnh của bản thân bằng cách đối đầu với nguy hiểm. Những việc mà không ai dám làm thì cô bác anh chị Canh Tý lại sẵn sàng tiên phong. Điều đó khiến họ đạt được thắng lợi vẻ vang, nhưng cũng có khi khiến họ vấp phải thất bại nặng nề. Cô bác anh chị Canh Tý có khả năng điều khiển được cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Tự chủ và cẩn thận là hai tính cách tiêu biểu nhất của họ. Họ có rất ít bạn, nhưng những người bạn đó thật sự chất lượng và đáng trân trọng. Người cô bác anh chị Canh Tý rất giỏi giao tiếp, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc. Họ thường thẳng thắn bày tỏ quan điểm đối với những người mà mình thật sự quý mến. Vì vậy, nếu ai đó nhận được một món quà tặng quý giá từ Canh Tý, thì điều đó cũng có nghĩa là họ được người cầm tinh con chuột đánh giá rất cao. Nữ mạng Canh Tý phải trải qua khá nhiều khó khăn, thử thách và những lúc thăng trầm. Khi họ dành trọn vẹn tình cảm cho một ai đó, họ có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu và luôn muốn đối phương phải đáp trả tình cảm của mình. Canh Tý sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình, hết mực chăm lo cho chồng con. Nam mạng Canh Tý có cuộc sống gian truân vào lúc trẻ, trung vận cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng bù lại công danh có nhiều triển vọng. Từ hậu vận trở đi thì thảnh thơi, hạnh phúc, chỉ cần bạn biết nắm bắt thời cơ thì cuộc sống càng về sau càng hanh thông. Khi cô bác anh chị có 7 dấu hiệu này thì được Phật trời che chở hộ trì, mặc dù gặp nhiều rắc rối về tiền bạc và của cải do đại hao hung tinh ám hại. Nhưng cô bác anh chị hoàn toàn có thể yên tâm rằng mình sẽ vượt qua mọi vận hạn nhờ sự hỗ trợ của các tinh giải thần. Khoảng thời gian này là thời điểm để cô bác anh chị nâng cao quyền lực và địa vị của mình, đồng thời thể hiện năng lực, để những kẻ đặt điều nói xấu về bạn phải im lặng trong sự xấu hổ. Khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở, hộ trì, bạn không nên mạnh miệng tranh cãi hay xô xát với bất kỳ ai, vì làm như vậy sẽ khiến bản thân tổn phước và mất đi vận may rất nhanh. Hãy sống lương thiện và nhân ái, vì trời xanh có mắt sẽ an bài cho bạn những hướng đi tốt nhất. Sự mất mát của cải cũng là để gánh hạn thay bạn, vì thế đừng tiếc nuối về những thứ đã mất. Hãy giữ vững niềm tin vào sự giúp đỡ của các tinh và kiên trì vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ để thể hiện năng lực và củng cố địa vị của mình. Nhưng đồng thời hãy tránh xa những xung đột không cần thiết. Sống lương thiện và nhân ái sẽ giúp bạn duy trì sự bình an và may mắn. Hãy chấp nhận sự mất mát như một phần của quá trình phát triển và không để nó làm bạn nản lòng. Nhớ rằng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những ai kiên trì và giữ vững tâm hồn trong sáng. Tiếp theo sau đây là tử vi chi tiết từng phương diện. Về sự nghiệp, dự báo rằng
tháng này sẽ đầy thử thách đối với những người sinh năm Tý. Trong thời gian này, họ cần luôn tỉnh táo và lạc quan, dũng cảm đối mặt với nhiều thử thách và cơ hội khác nhau trong cuộc sống. Chỉ bằng cách đối mặt với khó khăn một cách dũng cảm và không ngại gian khổ, chúng ta mới có thể nổi bật trong môi trường cạnh tranh cao và đạt được những thành công lớn hơn. Tử vi nhắc nhở cô bác anh chị Canh Tý duy trì thái độ làm việc khiêm tốn, thực dụng và không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn trong công việc, không thể tránh khỏi những sai sót bất ngờ. Nhiều người có thể sẽ hoảng loạn và bối rối, rồi tụt ý chí. Tuy nhiên, bạn cần phải tự động viên bản thân và không được bi quan để có thể vượt qua những thử thách trong tháng này. Canh Tý giai đoạn này, tức là năm 2024, nên tránh đầu tư làm ăn lớn, không nên đi đường xa quá nhiều và tránh lui tới những nơi có âm khí nặng. Vì những điều này có thể ảnh hưởng xấu đến vận khí của bạn, hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan và kiên định khi đối mặt với thử thách. Tận dụng cơ hội để nâng cao kỹ năng và năng lực chuyên môn, đồng thời duy trì thái độ khiêm tốn và thực dụng. Đừng để những sai sót nhỏ làm bạn nản lòng, hãy xem chúng như những bài học quý giá. Trong giai đoạn đầu tháng, cẩn trọng trong việc đầu tư và di chuyển để bảo vệ vận khí của mình. Cuối cùng, hãy tin tưởng rằng sự kiên trì và nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công. Về tài lộc, điều đầu tiên cần lưu ý đối với cô bác anh chị Canh Tý về đường tài lộc là không nên kỳ vọng tích lũy được nhiều tiền, giữ được sự ổn định về tài chính đã là một điều may mắn lớn. Năm 2024 này sẽ đầy biến động về tiền bạc, với nhiều vấn đề phức tạp, bất ngờ xảy đến liên quan đến gia đình, khiến bạn phải rút tiền tiết kiệm hoặc bán vàng để lo liệu. Đối với người không có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó, hãy cân nhắc, tìm kiếm các phương pháp đầu tư ổn định và kiểm soát ham muốn tiêu dùng. Bớt mua hàng trên mạng để tránh tình trạng phải vay mượn vào cuối tháng, cuối năm. Nếu cô bác anh chị nào mới sắm cho mình chiếc xe mới, hãy bảo quản cẩn thận khi mang xe ra ngoài để tránh mất trộm. Những ai đang có kế hoạch mua nhà hoặc đất nên nhờ người thân tư vấn để không bị lừa đảo. Tiền bạc không phải là thứ có thể xem nhẹ, vì vậy mọi việc liên quan đến tài chính cần phải được xem xét cẩn thận từng chút một. Và đừng quên rằng, hãy tập trung vào việc duy trì sự ổn định tài chính và sẵn sàng đối mặt với những biến động không mong muốn, tìm kiếm các phương pháp đầu tư an toàn và kiểm soát chi tiêu hàng ngày để tránh tình trạng tài chính khó khăn vào cuối tháng. Bảo quản tài sản cá nhân cẩn thận và luôn nhờ sự tư vấn của người thân khi thực hiện các giao dịch lớn. Chú ý, cẩn thận với mọi quyết định tài chính để bảo vệ tài sản của mình trong thời gian này. Về sức khỏe. Về mặt sức khỏe, người cô bác anh chị Canh Tý nên đặc biệt chú ý đến thói quen ăn uống, duy trì lịch trình tập thể dục, thể thao đều đặn, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời và hạn chế ăn đồ dầu mỡ. Đồng thời, bản mệnh cũng cần chú ý đến sức khỏe tinh thần của mình, duy trì thái độ tích cực và tránh lo lắng, căng thẳng quá mức để không làm tái phát những bệnh liên quan đến thần kinh. Chỉ khi đạt được sự cân bằng lành mạnh giữa cơ thể và tâm trí, cô bác anh chị Canh Tý mới đủ sức để đối mặt tốt hơn với những thử thách của cuộc sống. Đừng tiếc tiền đầu tư cho sức khỏe, vì sức khỏe là nền tảng quan trọng giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công. Cô bác anh chị Canh Tý cũng đừng quên dành thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe, cũng cần chăm sóc sức khỏe, tinh thần bằng cách giữ thái độ lạc quan, tránh căng thẳng và lo lắng quá mức. Đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho tương lai, vì vậy, hãy luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Về tình duyên, gia đạo. Những bạn nữ đã lập gia đình nên chú trọng chăm sóc bản thân nhiều hơn. Nếu phát hiện nửa kia không chung thủy như kỳ vọng, bạn nên giữ bình tĩnh, vì làm ầm lên cũng chẳng giải quyết được gì, thay vào đó, mọi chuyện sẽ trở lại trật tự ban đầu. Tử vi cho thấy, khi cô bác anh chị xuất hiện 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì, cô bác anh chị hãy tập trung vào việc làm, việc thiện và yêu thương bản thân, chăm lo cho con cái thay vì để tâm đến những sai sót của nửa kia. Chỉ khi bạn tự chăm sóc tốt cho bản thân và duy trì tình yêu thương trong gia đình, người ấy mới thực sự nể trọng và không dám làm gì quá đáng với bạn. Khi đứng trước những cám dỗ ở ngoài, cô bác anh chị hãy giữ bình tĩnh và đừng để những sai sót của nửa kia ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của bạn. Tập trung vào việc nuôi dạy con cái và thực hiện những hành động thiện nguyện. Khi bạn trở nên mạnh mẽ và độc lập, nửa kia sẽ cảm thấy nể trọng và không dám làm tổn thương bạn. Sự bình tĩnh và tự tin của bạn sẽ là nền tảng để giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả. Vâng, thưa quý cô bác anh chị thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mọi thứ dường như diễn ra nhanh chóng và đôi khi xô bồ, lòng thiện lương vẫn luôn là một giá trị vĩnh cửu. Một hạt giống của sự bình yên và hạnh phúc, thiện lương không chỉ là một phẩm chất tốt đẹp, mà còn là nền tảng của mối quan hệ giữa con người với con người, mang lại sự an lành cho xã hội. Lòng thiện lương thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Đó có thể là một nụ cười thân thiện, một lời nói ấm áp,
hay một hành động giúp đỡ mà không cần hồi đáp. Những điều này không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn tạo nên hạnh phúc cho chính bản thân người thực hiện. Khi ta sống với lòng thiện lương, ta sẽ cảm nhận được một cuộc sống đầy ý nghĩa, một tâm hồn thanh thản và một trái tim tràn đầy yêu thương. Có người nói rằng, lòng thiện lương là một tài sản vô giá mà mỗi người đều có thể sở hữu. Thật vậy, bất kể bạn là ai, bạn đang ở đâu, bạn đều có thể lan tỏa lòng thiện lương. Hãy tưởng tượng một thế giới mà mỗi người đều đối xử với nhau bằng sự chân thành và lòng tốt. Một thế giới như vậy chắc chắn sẽ tràn đầy tình yêu thương, sự thấu hiểu và bình an. Điều đó cho thấy, lòng thiện lương không chỉ làm đẹp cho cuộc sống cá nhân, mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Nhìn lại lịch sử, ta có thể thấy những tấm gương sáng ngời về lòng thiện lương, những nhân vật như Mahatma Gandhi, Mẹ Teresa hay Nelson Mandela đã sống một cuộc đời cống hiến, lan tỏa lòng nhân ái và đã để lại những di sản vô giá cho nhân loại. Họ chứng minh rằng lòng thiện lương không chỉ là lời nói, mà còn phải được thể hiện qua hành động cụ thể. Những việc làm của họ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, truyền cảm hứng và khuyến khích chúng ta sống tốt hơn, tử tế hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, lòng thiện lương không phải lúc nào cũng dễ dàng thể hiện. Đôi khi, trong cuộc sống bận rộn, đầy áp lực và căng thẳng, chúng ta có thể quên mất giá trị của lòng tốt. Những lúc ấy, hãy nhớ rằng, một hành động nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao. Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, lắng nghe người khác, giúp đỡ những ai gặp khó khăn, hay chỉ đơn giản là giữ một thái độ tích cực và thân thiện với mọi người xung quanh. Lòng thiện lương cũng cần được nuôi dưỡng và phát triển. Chúng ta có thể học cách sống thiện lương từ những câu chuyện, những tấm gương xung quanh và từ chính những trải nghiệm của bản thân. Khi chúng ta mở rộng trái tim, sống với lòng bao dung và vị tha, chúng ta không chỉ làm giàu cho cuộc sống của mình, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Cuối cùng, lòng thiện lương là con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự. Khi ta sống vì người khác, ta sẽ nhận lại nhiều hơn những gì mình cho đi. Sự ấm áp từ những hành động thiện lương sẽ lan tỏa, tạo nên một vòng tròn yêu thương không bao giờ kết thúc. Đó chính là sức mạnh kỳ diệu của lòng thiện lương. Hãy để lòng thiện lương dẫn lối chúng ta trên con đường đời, để mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Vì chỉ khi ta sống với lòng thiện lương, ta mới thực sự cảm nhận được giá trị của cuộc sống và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người. Cô bác anh chị canh tí thân mến, để gia đạo hài hòa, hạnh phúc không chỉ từ hai phía mà yếu tố phong thủy cũng đóng vai trò quan trọng trong đó. Hãy cùng tìm hiểu về một số vật phẩm phong thủy, Phật bản mệnh giúp gia tăng vận khí cát lành, đón may mắn về cho gia chủ canh tí nhé. Phật bản mệnh tuổi canh tí. Phật bản mệnh thiên thủ thiên nhãn. Người sinh cô bác anh chị canh tí nhận được sự phù hộ độ trì của Phật bản mệnh thiên thủ thiên nhãn, hay còn gọi là Đức Phật ngàn mắt, ngàn tay, là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo sách kinh chép lại, khi được nghe Đức Phật Như Lai giảng đạo về Đại Bi Tâm, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xót thương cho những mảnh đời bất hạnh chốn nhân gian. Ngài đã tự hóa thân thành ngàn mắt, ngàn tay để soi thấu hết chốn trần gian và dang rộng vòng tay cứu giúp. Hình tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là sự bao dung, bình an. Hình ảnh của Ngài thường có rất nhiều cánh tay, mỗi cánh tay cầm một loại pháp khí. Những cánh tay của Ngài tỏa ra bốn phương tám hướng để cứu độ nhân gian. Đá quý phong thủy cho người tuổi Canh Tí 1960. Cô bác anh chị tuổi Canh Tí sinh năm 1960, có ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ. Để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng một số loại trang sức phong thủy màu vàng, nâu đất, đỏ, hồng, tím, như vòng tay đá mắt hổ tâm vàng tươi, vòng tay đá mắt hổ nâu, vòng tay đá thạch anh tóc đỏ, vòng tay thạch anh hồng, vòng tay thạch anh tím. Đá mắt hổ tâm vàng tươi là loại đá quý được nhiều người yêu thích nhờ vẻ đẹp bí ẩn và mang nhiều ý nghĩa tâm linh với con người. Viên đá này là vật hộ mệnh trừ tà, mang đến bình an. Những người yếu bóng vía, khí huyết hư nhược, đeo đá này vào thì tăng cường sinh khí, kích thích lòng tin. Thạch anh hồng được mệnh danh là viên đá của tình yêu diệu kỳ. Đây là lựa chọn của những người đang tìm kiếm nửa kia của mình. Viên đá này mang đến may mắn trong tình duyên, giúp tình cảm thêm mặn nồng. Thạch anh hồng còn có công dụng tăng cường hệ miễn dịch, giảm triệu chứng mất ngủ. Thạch anh tím là viên đá quý phong thủy cổ xưa, được tìm thấy trong những báu vật của nền văn minh Ai Cập cổ đại, hay lấp lánh trên vương miện của nữ hoàng Anh. Đây là viên đá của trí tuệ, mang viên đá này bên mình thì linh hoạt trong giao tiếp, đem đến vận may trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, quý cô bác anh chị cũng cần lưu ý những vấn đề sau. Các loại đá đa sắc như tua molin đa sắc, thạch anh đa sắc, đá melody, super seven hợp với tất cả các mệnh. Các loại đá quý không màu như kim cương, giờ con không màu, có thể đeo cho tất cả các mệnh. Các loại vật phẩm quý có nguồn gốc hữu cơ như ngọc trai, mai rùa, có thể đeo cho tất cả các mệnh.
linh vật và vật phẩm phong thủy tuổi Canh Tý 1960, Phật tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Tỳ Hưu, Thiềm Thử, Cốc Tài Lộc, Quả Cầu Phong Thủy, Tháp Văn Xương. Quý bản mệnh cô bác anh chị Canh Tý thân mến, tử vi thấy rằng có 3 bí mật dành riêng cho Canh Tý để bản mệnh trở nên bình an, giàu có. Vậy 3 bí mật đó là gì? Ngay sau đây mời quý bản mệnh ghi nhớ. Bí mật 1. Hiểu chính bản thân mình. Một người có thể nhận ra được những hạn chế, bắt đầu thay đổi. Người thấu hiểu được những khuyết điểm của bản thân mới chính là người thông minh nhất. Người không nhận ra bản thân vô tri lại chính là kẻ ngu muội. Người càng có bản lĩnh thì càng không ngừng tự suy ngẫm về bản thân mình. Nhờ đó mà họ phát hiện ra được những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách để thay đổi chính mình. Bí mật 2. Hiểu thế giới. Thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên đàng, của thế giới xung quanh thì rất dễ trở nên kiêu ngạo. Người kiêu ngạo thì sớm muộn cũng tự rước họa vào thân. Nhiều người khi ngẫm lại chuyện của bản thân mới nhận ra chuyện gì tới nên thuận theo. Chuyện chưa tới không nên sao động, chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Đời người chỉ khi biết sống cho hiện tại, thuận theo tự nhiên, không vướng bận phiền nhiễu thì mới chính là cách sống khôn ngoan. Mọi chuyện ở đời chẳng thể lường trước được, chỉ có hiểu rõ đạo lý đó thì chúng ta mới thành công. Bí mật 3. Hiểu nhân sinh. Người khôn ngoan thường nhìn ra ưu điểm của người khác, họ thấu hiểu được khuyết điểm của bản thân, họ không bỏ qua công lao của mọi người, lúc nào cũng coi nhẹ sự đóng góp của bất kỳ ai, đối xử không phân biệt, lúc nào cũng bình đẳng với mọi người. Khi đã hiểu rõ nhân sinh, biết cách lý giải người khác thì tâm sẽ trở nên bao dung hơn, mọi người sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn. Cuộc sống này chính là một tấm gương có khả năng phản chiếu, bạn hiểu nhân sinh thì nhân sinh hiểu bạn, bạn lý giải cho người khác thì người khác cũng sẽ khoan dung lại với bạn. Vâng, quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi Minh Đường Tử Vi. Quý vị và các bạn nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì đừng ngại hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bản mệnh trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích sớm nhất. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.